Các bạn thân mến, trong chăn nuôi, dù là nuôi con gì, cũng đòi hỏi người chăn nuôi phải nắm được các đặc điểm sinh lý của vật nuôi và quan sát kỹ các biểu hiện của chúng ngoài môi trường. Nuôi cá cũng như vậy, nếu thiếu oxy thì chúng mới ngoi lên mặt ao để lấy không khí. Nếu ta không hiểu cách chúng biểu hiện thì sẽ không có hướng xử lý kịp thời để cứu đàn cá của mình. Vậy, hiện tượng cá nổi đầu do thiếu oxy và cách xử lý thế nào? Các bạn hãy cùng Dr. Vet tìm hiểu ngay sau đây. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Cá nổi đầu là hiện tượng thường gặp và vô cùng phổ biến hiện nay. Khi mắc phải tình trạng này, thông qua mắt thường ta cũng có thể dễ dàng nhận thấy những sự thay đổi của cá trong cách di chuyển. Cá thực không linh hoạt, thiếu sức sống, đặc biệt trong thời tiết giao mùa, hiện tượng này càng xảy ra phổ biến hơn. Oxy mất đi chủ yếu do quá trình hô hấp của tôm, cá, tảo, vi khuẩn và phân hủy các vật chất lắng tụ ở đáy ao. Phần lớn, cá lội đầu vào sáng sớm hay mùa hè, mùa thu khi nhiệt độ cao, đặc biệt là thời tiết áp thấp kéo dài, oi bức, mưa lâu và mưa rông hay các ngày cho cá ăn nhiều. Về nguyên nhân khiến cá nổi đầu, nguyên nhân chủ yếu do chất nước xấu, gặp thời tiết khắc nghiệt, mật độ nuôi thả quá dày làm cho nước thiếu oxy trầm trọng, cộng với sức đề kháng của cá yếu. Ngoài ra, còn có thể do mật độ tảo quá dày nên khiến cho ban đêm tảo hô hấp dẫn đến hiện tượng thiếu oxy cho cá, đặc biệt trong thời điểm nửa đêm và gần sáng, cá thường thiếu oxy trầm trọng. Sự phân hủy các chất hữu cơ tích tụ trong ao nuôi cũng làm giảm lượng oxy hòa tan do các vi sinh vật tiêu thụ. Về biểu hiện, với mức độ nhẹ, cá nổi đầu lúc mờ sáng chỉ nổi ở giữa ao. Khi có bóng người, tiếng động mạnh, cá quẫy mạnh rồi chìm ngay. Khi mặt trời lên thì hết nổi đầu. Cá phân tán ở các nơi trong ao, miệng cá vừa há vừa đớp trực tiếp hấp lấy oxy trong không khí trên mặt nước một cách bình tĩnh. Với mức độ nặng, cá nổi đầu cả lúc nửa đêm, nổi ở cả vùng ven bờ ao. Khi có tiếng động, cá không quẫy và cũng không chìm. Khi mặt trời lên, cá vẫn không lặn. Khi cá nổi đầu thành từng đàn, thường tập trung ở góc ao, lờ đờ và không có phản ứng với tiếng động, hoặc cá nổi đầu sau 8 giờ sáng mà vẫn không lặn thì đã thiếu oxy trầm trọng. Các bạn nên sử dụng test O2 để kiểm tra hàm lượng oxy thường xuyên trong ao để kịp thời cung cấp oxy cho ao cá. Ngoài ra, trường hợp các bạn thấy có hiện tượng cá bơi không định hướng, chao đảo rồi hôn mê, khi thấy toàn thân cá chuyển qua màu thâm đen, mất khả năng hoạt động, chết, nhẹ thì cá chết hàng loạt, nặng thì cá chết toàn bộ. Hiện tượng này là hiện tượng do cá bị nhiễm độc, cần kiểm tra ngay nguồn nước và có hướng xử lý cho cá để cứu cá thích hợp nhất. Về cách xử lý, để khắc phục tình trạng cá lội đầu do thiếu oxy, cần kiểm soát lượng oxy hòa tan trong ao nuôi hiệu quả, đặc biệt vào lúc về đêm và sáng. Bước thứ nhất, bà con cần kiểm tra oxy hòa tan trong ao, bố trí máy sục khí, máy thổi khí, quạt nước để tạo oxy hòa tan. Ngoài ra, bà con có thể thay nước hoặc bơm thêm nước vào ao và có thể cho cá ngừng ăn 1 đến 2 ngày tùy tình hình nếu cá nổi đầu quá nặng. Bước 2, triển khai cấp cứu cung cấp oxy tức thì. Bổ sung cấp tốc các sản phẩm cung cấp oxy tức thời cho cá như Nova Oxygen hoặc oxy viên của Vemedim. Bước 3, tiến hành xử lý môi trường ao. Về xử lý đáy ao, trong khoảng thời gian này, lượng hữu cơ tồn đọng trong đáy ao nuôi thường rất nhiều, cùng với đó sẽ là có rất nhiều vi sinh vật khác khó kiểm soát ở trong ao. Nên tiến hành sử dụng vi sinh xử lý đáy ao cứ 15 đến 20 ngày. Nên sử dụng men vi sinh xử lý đáy ao nuôi ABOL để kiểm soát các vi sinh vật trong ao và phân hủy các chất hữu cơ dư thừa tích tụ dưới đáy ao, giảm bùn đen, khí độc, giảm tảo, tránh khiến tảo chết hàng loạt gây mất cân bằng môi trường nuôi. Lưu ý tạt men vào buổi tối hoặc buổi sáng, không tạt vào buổi trưa. Diệt tảo, trường hợp mật độ tảo quá dày, các bạn có thể sử dụng sản phẩm Acosomax hoặc ACUSO4 để diệt tảo, nấm, rong rêu hiệu quả mà không gây mất cân bằng môi trường ao nuôi. Bổ sung sản phẩm tăng sức đề kháng cho cá. Đồng thời, để tăng cường sức đề kháng cho cá, các bạn bổ sung Agludec và Avitacemax giúp tăng sức đề kháng, giảm stress cho cá, nhất là vào những ngày thời tiết nắng nóng. Ngoài ra, các bạn nên thêm men Alactoacimin hoặc Alactobasi vào khẩu phần ăn hàng ngày cho cá thường xuyên, giúp tăng cường tiêu hóa, ổn định môi trường nước. Ngoài ra, bà con cần chú ý ngừng vệt bón phân hữu cơ hay các loại phân chuồng vào môi trường ao nuôi, vớt hết cọng cây, cỏ dưới ao lên bờ. Định kỳ sử dụng vôi 2kg trên mét khối nước với tần suất 7-30 ngày trên lần. Tùy mức độ thâm canh và màu sắc ao, nước ao đậm hay nhạt, bón vôi vào lúc nắng nóng 11-15 giờ. Lúc này, cá đủ oxy lên không nổi đầu, vôi bột có tác dụng khử các chất độc trong nước, hạn chế vi sinh vật háo khí, gây bệnh cho cá.
để tránh cho cá lội đầu. Trong quá trình nuôi, cần kiểm tra ao 2 lần trên ngày vào sáng sớm và chiều tối. Quan trọng nhất là lúc rạng sáng để có biện pháp xử lý kịp thời. Trên đây, Dr. Vet vừa cùng các bạn giải đáp về hiện tượng cá lội đầu do thiếu oxy và cách xử lý. Hy vọng rằng các bạn sẽ có thêm kiến thức bổ sung trong chăn nuôi thủy sản. Mọi thắc mắc hay tư vấn, các bạn có thể liên hệ đến số hotline của Dr. Vet. Đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh Dr. Vet để có thêm nhiều kiến thức bổ ích về chăn nuôi thủy sản hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại!